Đó, hai đèn xanh đỏ trắng nhấp nháy như vậy ạ. Oh, xin chào anh chị ha. Hôm nay em Hiệu lại nhận được một con máy in. Máy con này là máy in tem gửi từ Bắc Cạn ha, thành phố Bắc Cạn, chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Gửi vào để em Hiệu sửa. Là X-Printer 350B. Phát hiện lỗi ha, không có hiện lỗi nữa, mình sẽ test thêm. Sau quá trình test thì máy không lỗi gì hết, bắn cho bạn ấy mấy vòng tem, bắn theo cho ấy cục nguồn ha. Cái nguồn yếu nó cũng không có chạy được anh chị nha. Đây bây giờ em có cái nguồn chuẩn của X-Printer đây, tem pin đẹp không, đây nguồn chuẩn của Realtek nha. Bảo hành nguồn 3 tháng, có tem bảo hành cho em đây. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều.